Di Đà, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Hạnh Chương. Biên tập: Bình Minh. Giảng ngày 8 tháng 7 năm 2010. Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông. Tập 73. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải. Bắt đầu xem từ hàng thứ hai. Trang 86. Đoạn văn này là Hoàng Lão cư sĩ đem năm bản dịch gốc Kinh Vô Lượng Thọ. Trong năm loại sách này sai biệt rất lớn. Nói cách khác, khi phiên dịch chắc chắn không phải dùng đồng một nguyên bản phạn văn mới xuất hiện tình hình này. Căn cứ khảo chứng của chư vị cổ đức ngày xưa, nguyên bản phạn văn chỉ ít có ba loại không đồng nhau. Tại sao có ba loại? Đương nhiên có khả năng nhất là lúc Đức Thế Tôn còn tại thế giảng qua ba lần, thậm chí trên ba lần. Vì sao? Bởi cuốn sách này đã thất truyền bảy bản phiên dịch, nên bộ kinh này truyền đến Trung Quốc rất sớm. Thời nhà Hán nó đã có bản dịch của An Thế Cao. Chúng ta cũng biết niên đại đó rất sớm, thời kỳ sớm đã đến Trung Quốc. Cho đến Nam Tống, tám triều đại, cũng gần 800 năm. Trong thời gian dài đó, tổng cộng phiên dịch 12 lần. Nguyên bản phạn văn từ Ấn Độ truyền sang, không ngừng lưu thông vào Trung Quốc. Mỗi lần truyền vào có thể không giống với lần trước, và toàn bộ đều phiên dịch. Đây là căn cứ hiện tại đang tồn tại năm loại sách. Phán đoạn ít nhất có ba loại nguyên bản, ngoài ra bảy loại đã thất truyền thì không bàn đến nữa. Nếu có bảy cuốn này, có thể vẫn còn phát hiện những cái bất đồng. Đức Thế Tôn lúc còn tại thế, một đời giảng kinh giáo hóa, trong kinh điển ghi chép ngài 30 tuổi khai ngộ.
Một số người gọi là thành đạo. Thành đạo chính là khai ngộ. Sau khi khai ngộ, Ngài bắt đầu giáo hóa cho đến già chết. 79 tuổi Ngài Niết Bàn, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Hội này giống như hiện nay chúng ta mở lớp. Một hội là giảng một phần. Một phần này có lớn có nhỏ. Một phần lớn có thể giảng vài năm. Cũng có thể giảng một bộ kinh như Đại Bát Nhã Kinh. Đây là một mục lớn. Còn nhỏ thì một hai người đến tìm Thế Tôn thỉnh giáo, đưa ra vấn đề và Ngài giảng. Nhỏ thì có thể nói là một hai giờ đồng hồ, như vậy cũng tính là một hội. Trong A Hàm chúng ta thấy một bộ kinh nhỏ, có văn tự của một vài bộ kinh nhỏ, khoảng 300-400 chữ. Đó cũng là một bộ kinh. Như Bát Nhã Tâm Kinh, đó cũng là một bộ kinh 260 chữ. Nên to có, nhỏ có hợp lại cũng có mấy ngàn bộ kinh. Mấy ngàn bộ kinh này chúng ta biết, lúc Đức Thế Tôn giảng kinh giáo hóa, không có sách, không có văn tự, đến bản thảo cũng không có, đề cương cũng không có. Nguồn gốc của kinh điển là sau khi Thế Tôn diệt độ, đệ tử của Ngài đã nghĩ đến giáo huấn của Thế Tôn. Những lời dạy này đáng trân quý, nếu không truyền cho hậu thế thì thật đáng tiếc. Nên từ trong ký ức, trong này cũng có người truyền pháp, Tôn giả A Nan truyền pháp. Trong tất cả người tu học, A Nan là người có ký ức tốt nhất. Hầu như sau khi nghe qua một lần, Ngài có thể hoàn toàn nhớ lại, không hề quên. Nên thỉnh A Nan phức giảng, đem tất cả những gì Đức Thế Tôn giảng tuyên lại một lần. 500 tỳ kheo làm chứng, 500 A-la-hán nghe. Nghe và mọi người đều đồng ý, không sai, Đức Thế Tôn đã nói như vậy, như vậy mới ghi lại. Nếu có một người phản đối đều không được. Chỉ cần có người nói hình như câu này Đức Phật không nói như vậy, thì câu đó phải xóa đi. Làm như vậy để đặt niềm tin cho hậu thế. Nên kết tập kinh điển đã nghiêm khắc như vậy. Và lưu truyền về sau, những tài liệu Phật giảng lúc tại thế vô cùng trân quý. Lưu lại những thứ này, chúng ta đều biết Đức Thế Tôn lúc đó giáo hóa. Dạy người hiểu lý lẽ, minh bạch đạo lý. Dạy người hiểu nhân quả, dạy người làm sao làm người, làm sao xử thế, làm sao đối nhân tiếp vật. Ngài dạy người như vậy, và truyền đến hôm nay kinh điển biến thành tụng. Nó vốn không phải để chúng ta tụng. Nếu để tụng thì năm đó Thế Tôn nên viết vài bộ kinh để mọi người tụng. Không có. Nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ Đức Thế Tôn là thân phận gì. Giống như Khổng Tử Trung Quốc vậy. Địa vị là thầy giáo, chức vụ là thầy giáo. Chức vụ thầy giáo này của Ngài không thu học phí của người khác, chính là thầy giáo tình nguyện. Làm thầy giáo tình nguyện suốt 49 năm. Người học với Ngài rất đông.
và sau đó kết tập thành kinh tạng. Tài liệu phong phú này được lưu truyền về sau, khi truyền đến Trung Quốc không phải là hoàn chỉnh, vì lúc đó giao thông không phương tiện. Kinh điển là viết tay, viết trên lá cây Bối Đà La, vô cùng quan trọng. Nên cao tăng Ấn Độ đến Trung Quốc, cao tăng Trung Quốc đến Ấn Độ đi thỉnh kinh, chọn lựa rất kỹ càng tỉ mỉ. Sách phiên dịch chữ Hán là tuyển chọn tinh hoa nhất, tốt nhất trong kinh điển Phạn văn của Ấn Độ. Đương nhiên cũng phải thích hợp với nhu cầu của người Đông Phương chúng ta, không đem về được tất cả, thật đáng tiếc vô cùng. Và những thứ còn lại đó hiện nay đã thất truyền toàn bộ. Hiện nay bảo tồn hoàn chỉnh nhất vẫn là bản dịch chữ Hán. Tiếng Tây Tạng bảo tồn một bộ phận, bản chữ Hán bảo tồn hoàn chỉnh nhất. Nên chúng ta phải hiểu những kinh điển này Đức Thế Tôn giảng dạy khi còn tại thế. Chúng ta học Phật là tiếp nhận giáo dục của Phật Đà, cần phải hiểu điều này. Với tôn giáo không có tương can gì. Đức Thế Tôn không phải thần, cũng không phải tiên, Ngài là con người. Phật nghĩa là gì? Chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Người Ấn Độ xưng là Phật Đà, người Trung Quốc gọi là Thánh Nhân. Phật và Thánh ý nghĩa tương đồng. Định nghĩa của Thánh là thấu triệt chân tướng sự thật. Hay nói cách khác, Thánh Nhân là một người minh bạch. Phàm phu chúng ta là người hồ đồ, Thánh Nhân là người minh bạch. Ý nghĩa của Phật là giác ngộ. Giác ngộ không phải chính là minh bạch sao? Nên Ấn Độ xưng Phật Đà với Trung Quốc gọi Thánh Nhân, ý nghĩa này có thể nói là vô cùng tương đương. Nên Ngài không phải thần, cũng không phải tiên. Hiện nay những học sinh hậu thế này có lỗi với thầy giáo. Vì sao? Đem giáo dục của Phật Đà biến thành tôn giáo. Quý vị nói có hỏng bét rồi không? Trong nhà Phật lễ Phật, lễ Bồ Tát, còn chúng ta lễ tổ tiên, ý nghĩa tương đồng. Thận chung truy viễn, ý nghĩa tức là kỷ niệm, với lễ bái thần trong tôn giáo hoàn toàn không như nhau. Chúng ta kỷ niệm vị thầy giáo này, chứ vị Bồ Tát là học sinh trước đây, là sư huynh của chúng ta, là những sư huynh vô cùng thành tựu, như 72 vị hiền của Khổng Lão Phu Tử vậy. Trong 3.000 đệ tử có 72 nhân tài kiệt xuất, đó là hiền nhân. Trong Phật Pháp gọi là Bồ Tát. Không thể không biết giáo dục tốt như vậy, nội dung tốt như vậy, không người biết. Người y theo giáo dục này để học tập quá ít. Chúng tôi thật may mắn khi đã gặp được thầy Đông Phương Mỹ, mới thấu triệt được vấn đề này. Vốn dĩ chúng tôi đều không tin tưởng, vì cho rằng nó là tôn giáo, là mê tín. Bây giờ đã hiểu rõ ràng, minh bạch. Sau này tôi gặp được Chương Gia Đại Sư, Ngài khuyên tôi xuất gia, khuyên tôi phải thật sự làm. Trách nhiệm này rất lớn, sứ mạng này vô cùng thiêng liêng,
không dễ dàng gì. Chúng ta phải đem Phật Pháp trở về với giáo dục. Đức Thế Tôn là một nhà tư tưởng, một nhà triết học, là một nhà giáo dục. Phải hiểu rõ ràng minh bạch điều này. Giáo dục này xác thực có thể cứu xã hội, có thể cứu thế giới này. Lời này không phải tôi nói. Niên đại 70, tiến sĩ Thang Ân Tỷ nước Anh đã nói. Lời này nói là thật, hoàn toàn không phải giả. Ông ta nói cần phải giải quyết vấn đề của xã hội thế kỷ 21. Vấn đề này hiện nay vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có học thuyết Khổng Mạnh với Phật Pháp Đại Thừa mới biết đúng đắn và thấu triệt điều này. Thật không dễ. Nhưng không tinh tấn tu học thì không thể y giáo phụng hành. Những giáo huấn trong kinh điển không nhìn ra được. Huống gì hầu như tuyệt đại bộ phận là kinh được phiên dịch hoàn thành trước triều đại Nam Tống. Nhưng vẫn được xem là rất khó gặp. Các đại sư phiên dịch kinh đều có trí tuệ cao độ, dùng văn tự rõ ràng nhất, gần như là văn bạch thoại. Ngày xưa dùng văn bạch thoại này khiến giáo dục Phật giáo tuyên truyền phổ biến khắp nơi. Nên lối hành văn của văn tự trong kinh Phật này, trong văn tự học được xưng là biến văn, biến của biến hóa. So với cổ văn hoàn toàn không giống nhau, dễ hiểu hơn cổ văn rất nhiều. Quý vị xem văn chương thời Hán Đường, quý vị xem kinh Phật. Kinh Phật này phiên dịch từ thời Hán. Chúng ta so với cổ văn thì rất dễ hiểu, so ra cổ văn khó hơn rất nhiều. Nên người dịch kinh cũng rất dụng tâm. Tuy rất rõ ràng, nhưng bây giờ không có cơ sở văn học nên vẫn rất khó khăn. Nên chúng ta học Phật không thể không học thể văn cổ. Bây giờ thầy giáo dạy thể văn cổ cũng không có. Chúng ta rất cảm kích các chuyên gia học giả đời trước. Bây giờ họ không còn, cũng không có người học, nhưng tư liệu mà họ lưu lại, nếu chúng ta quả nhiên dụng công, có thể đem những bài học này bổ túc thêm. Nhật báo Quốc ngữ Đài Loan xuất bản bộ sách Cổ Kim Văn Tuyển. Đây là tâm huyết của các chuyên gia học giả đời trước. Họ phiên âm rất chính xác, chú giải cũng rất kỹ càng tường tận. Hiện nay toàn tập hình như có 16-17 cuốn bìa cứng. Nếu chúng ta học tập từ chỗ này, chỉ mất thời gian 2 năm, sau đó đọc kinh Phật sẽ không có chút chướng ngại nào. Việc này không thể không làm. Phải cần dùng 2 năm công phu để tìm cổ văn đem trở về lại. Nó sẽ giúp chúng ta đột phá văn tự trong kinh Phật. Chướng ngại văn tự không còn, chúng ta có thể xem hiểu mới có thể biết học như thế nào.
Kinh điển Kinh Vô Lượng Thọ phiên dịch rất đặc thù. Mấy bản dịch này nội dung trong đó sâu cạn, sai biệt rất lớn. Hoàng lão cư sĩ trong chú giải này nói rất tường tận, văn tự không khó hiểu. Bây giờ chúng ta đọc tiếp đoạn sau. Nhật Bản Nhật Khê Sư, tên của pháp sư này, Diệt Đồng Trầm Thị Chi Thuyết. Ở trước là nói Trầm Thiện Đăng cư sĩ thời nhà Thanh, ông ta là người với thời Đồng Trị, cũng là sau Hàm Phong. Theo báo Ân Luận, Ngài đã đưa ra vấn đề này. Trong đó Ngài quan trọng nhất chính là cho rằng người phiên dịch căn cứ nguyên bản vạn văn không phải một cuốn, mới có xuất hiện vấn đề như bây giờ. Cách nhìn của Đại sư Nhật Khê, người Nhật Bản, với Trầm cư sĩ tương đồng. Y dân dị dịch gian cũ giữ kim kinh chỉ ngụy dịch bản, cuốn sách của Khương Tăng Khải, cuốn này dịch rất tốt. Nên xưa nay Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc học tập kinh Vô Lượng Thọ đều thích dùng cuốn của Khương Tăng Khải. Khương Tăng Khải là thời đại Tào Ngụy Tam Quốc Trung Quốc. Là người của thời đó, cũng dịch vào thời đại đó. Sảo sai dị dạ bất thiểu, y cứ theo bốn cuốn sách khác với kinh hiện nay họ đang áp dụng học tập sách của Khương Tăng Khải, vừa so sánh đã phát hiện trong đó sai biệt rất lớn, sai biệt không ít. Tư phu đa dị bản, tư phu ở đây chúng ta thử suy nghĩ, nhiều cuốn sách bất đồng như vậy, truyền giả bất nhất, người truyền nhiều cố trì tư dị, vì thời đó đều là viết tay, không phải in ấn. Viết tay có khi viết sai, viết sót, viết thành chữ khác, điều này không thể tránh khỏi. Kinh nghiệm này chúng ta đều có. Vì hoạt phi nhất thời thuyết, lệ như Bát Nhã Chư Kinh. Đây chính là Phật nói, không phải cùng một lúc mà nhiều lần tuyên giảng. Dĩ thử kinh Như Lai bổn hoài, xử xử dị thuyết, trí thử đa bổ, cái thử đại bi chi cực xứ giả. Mấy câu này nói rất hay, vì Phật dạy chúng sanh trong một đời tu hành chứng quả. Ở trong tất cả các kinh, bộ kinh này là thù thắng nhất, có lý luận, có phương pháp. Từ xưa đến nay, người y theo bộ kinh này tu hành thành tựu rất nhiều. Đây là đại từ đại bi, không phải nói một lần mà nói rất nhiều lần. Nên nguyên bản phạn văn có mấy loại bất đồng, mỗi lần nói không thể hoàn toàn tương đồng. Tôi y theo cuốn này, cuốn hội tập của Hạ Liên Cư lão cư sĩ, tôi y theo cuốn sách này giảng bộ kinh này 10 lần. Tôi giảng 10 lần đó hiện thu vào băng đĩa, mỗi lần đều không giống nhau. Có người muốn đem nó viết thành giảng ký, hỏi tôi căn cứ vào lần nào,
Tôi nói tốt nhất cả 10 lần đều nghe. Quý vị cũng làm cuốn sưu tập. Đây là lần thứ 11. Lần thứ 11 chúng tôi sẽ hoàn toàn giảng giải chú giải của Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ. Đây cũng là lần quen biết giữa tôi và Hoàng Lão Cư Sĩ. Ông ta lớn hơn tôi khoảng mười mấy tuổi. Khi viết chú giải này, ông ta đang bệnh, vô cùng đau khổ. Nhưng ngày đêm không nghỉ, đem chú giải này viết hoàn thành. Thật là hy hữu, không dễ dàng gì. Đây là chư Phật Bồ Tát, chư vị Tổ sư, đại đức từ bi vô lượng, dĩ thượng chư đức, chính là chư vị đại đức ở trên. Giai chủ bổn kinh, nại Thế Tôn đa độ tuyên thuyết, chi pháp thật hữu sở cư. Ngày xưa chư vị đại đức này chủ trương kinh Vô Lượng Thọ, xác thực là Thế Tôn nhiều lần tuyên giảng, không phải như các kinh khác chỉ giảng một lần, không giảng trùng lặp lại. Bộ kinh này rất đặc thù, nhiều lần tuyên giảng. Bên dưới họ đưa ra một ví dụ: lễ như bổn kinh đường dịch, bổn danh Vô Lượng Thọ Như Lai Hội, nãi Đại Bảo Tích Kinh Trung Nhất Hội Chi Văn, túc chứng Phật thuyết Bảo Tích Kinh thời, diệt tuyên thuyết bổn kinh giả. Đại Bảo Tích là một mục lớn. Trong mục này phân thành 20 mấy hội, mỗi hội là một mục nhỏ. Hơn 20 hội hợp lại thành một mục lớn. Trong mục lớn này, ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ. Đề kinh này gọi là Vô Lượng Thọ Như Lai Hội, một hội trong kinh Đại Bảo Tích. Đây chính là chứng cứ của nhiều lần tuyên giảng. Trầm Thị Hữu Dân, Ngụy Dịch Văn Từ Tường Đảm, Nghĩa Lý Viên Túc, Cố Tự Lai Giảng Gia Đa Cử Chi, Đường Dịch Sai Giữ Tương Cận, Cái Đồng Nhất Phạm Bổn Giả. Đường dịch này chính là Vô Lượng Thọ Như Lai Hội trong kinh Đại Bảo Tích, với bản dịch lưu thông rộng nhất hiện nay của Khương Tăng Khải thì giống nhiều, sai biệt ít. Họ phán định đây là một nguyên bản, một nguyên bản nhưng hai loại phiên dịch. Họ nói Tống Dịch Diệt Thậm Minh Sướng, Nhi Từ Cú Tiền Hậu Đại Dị Hữu Nhất Phạn Bổn Giả. Ở đây khẳng định không cùng một cuốn. Hán Ngô Nhị Dịch Văn Từ Chuyết Sáp, Nhi Nghĩa Hữu Tướng Bổ Bị Giả, Tắc Hữu Nhất Phạn Bổn Giả. Đây là xem năm loại bản dịch hiện nay, ít nhất có 3 bản tiếng Phạn bất đồng. Điều này nói cũng rất có lý. Trầm Thị tuy dị năng trực tùng cổ phạn pháp thụ chứng, đảng kim nhược tế cứu tồn thế chi ngũ dịch, khả thôi tri đường niên phạn giáp chí thiểu hữu tam chủng, cố tri trầm thị chi thuyết khả tin. Truyền đến Nhật Bản, Nhật Bản có mấy vị pháp sư cũng có cách nhìn này. Chí ư tha sư hữu nhận di ngũ dịch, chỉ thị đồng bổn dị dịch, các bổn sai dị chỉ nhân dịch giả ý lạc bất đồng. Lãnh ngộ và cảm thọ của mỗi người không giống nhau, nên nói nguyên bản hình như là một.
Có người cũng có cách nhìn này. Hoàng lão cư sĩ cho rằng thật dị năng phục nhân, cách nói này không có cách nào bảo người tâm phục khẩu phục. Lệ như bổn kinh tiểu bổn tân đường lưỡng dịch. Tiểu bổn này là kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà có hai cuốn, La Thập Đại Sư dịch. La Thập Đại Sư nhân tần nhân thượng giảng. Lúc đó Đại Sư đến Trung Quốc là thời đại Diêu Tần. Diêu Tần kiến quốc hiện nay là hành lang ranh giới của Cam Túc Hà Tây. Người xưa thích đơn giản dễ hiểu, chứ không thích phiền phức. Nãy nhiếp thập phương Phật, di lục phương Phật, thử thành dịch giả ứng cơ chi diệu, văn giảng ứng cơ, nhi kinh nghĩa vô thực, thị thị di dịch giả chi ý lạc giữ thiện xảo giả. Điều này có thể nói thông được. La Thập Đại Sư dịch kinh A-di-đà, Quyền Trang Đại Sư phiên dịch là trực dịch, trong đó nói về mười phương Phật. La Thập Đại Sư dịch thành sáu phương Phật, lược bớt bốn phương. Đây là do người phiên dịch có sở thích và cách nhìn không giống nhau, nhưng nghĩa trong kinh hoàn toàn không thay đổi. Chí ư bổn kinh chư dịch chi sai biệt đại dị ư thị, bất đảng tường lược bất đồng, thả nghĩa lý chi thâm quảng diệt dị, cố bất ứng thị dịch nhân ý lạc bất đồng giả. Thử xem các kinh điển khác cùng một bản dịch nhưng khác người dịch. Chúng ta hãy xem năm bản không giống nhau của kinh Vô Lượng Thọ. Hay nói cách khác, khẳng định đây không phải là một bản phạn văn. Bên dưới đưa ra một ví dụ nói: ví như Di Đà đại nguyện, điều này rất quan trọng. Nói cách khác, đại nguyện này là tin tức quan trọng mà Phật A Di Đà truyền cho thế nhân. Trong bộ kinh này, đoạn trọng yếu nhất chính là đại nguyện. Lệ như Di Đà đại nguyện, nãi tịnh tông chi duyên khởi, giữ bản kinh chi cương tông, nhi thập niệm tất sanh chi nguyện. Câu này quá quan trọng. Chúng ta làm sao để giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc khi sắp mạng chung? Đầu óc phải tỉnh táo. Có người nhắc nhở họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mười niệm là có thể giảng sanh. Cơ duyên này là mấu chốt. Một đời không gặp Phật Pháp, khi sắp mạng chung, trước khi tắt thở, có người nói với họ buông bỏ tất cả niệm Phật cầu giảng sanh. Cầu giảng sanh là cầu tịnh độ, họ nghe sẽ có thể tin, và họ phát nguyện muốn đi. Điều kiện đầu tiên là đầu óc tỉnh táo. Nếu người bị bệnh ngờ nghệch thì không còn cách nào khác. Sau khi nghe sẽ hoan hỷ, tin tưởng, phát nguyện. Đây là thiện căn phước đức của chính họ. Mọi người đứng bên cạnh dẫn họ niệm Phật, niệm 10 tiếng Phật hiệu, họ tắt thở, khẳng định giáng sanh Cực Lạc. Đây là bổn nguyện của Phật A Di Đà, điều này quan trọng biết bao. Đây là tinh túy, Di Đà đại nguyện chi tủy. Thử nguyện kiến ư
ngụy đường lưỡng dịch. Đây là vừa đưa ra một ví dụ, sách của Khương Tăng Khải, cuốn Đại Bảo Tích Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai Hội có 10 niệm tất sanh, mà Nguyễn Văn trong hai bản dịch thời Hán Ngô không có 10 niệm tất sanh. Sao lại có sai biệt lớn như vậy? Đây hầu như là việc không thể có. Nhược dị ngụy đường lưỡng dịch chi tứ thập bát nguyện, giữ Hán Ngô lưỡng dịch chi nhị thập tứ nguyện, giáp thị dịch bút khai hợp chi bất đồng, tắc thật năng tự duyên kỳ thuyết. Nguyện văn này có 48 nguyện, có 24 nguyện. Người phiên dịch chắc chắn không thể đem 48 nguyện biến thành 24 nguyện, cũng nhất định không thể đem 24 nguyện này phân khai thành 48 nguyện. Điều này không thể được. Đây khẳng định là do hai bản phạn văn bất đồng. Cũng nói rõ khẳng định Đức Phật thuyết hai lần chứ không phải một lần. Cho nên nói thế gian yên hữu như thị đại đảm chi dịch nhân, cảm xúc tự ý vọng sang đại nguyện chi tâm tủy. Đây là cách nhận định của Hoàng Niệm Lão. Cố trì tức thị sở cứ chi nguyên phạm bổn bất đồng, phương hữu thử dị nhĩ. Đại nguyện này trong năm cuốn sách thì có ba loại bất đồng, bất đồng quá lớn, không thể có sai lầm như thế. Có 24 nguyện, có 48 nguyện, có 36 nguyện. Nên căn cứ thuyết này ít nhất có ba loại bất đồng. Phật tại thị tuyên giảng ít nhất ba lần. Hữu như ngô dịch, nhị thập tứ nguyện trung hữu quốc vô nữ nhân, giữ liên hoa quá sanh chi thắng nguyện. Điều này rất quan trọng. Nhi ngụy đường lưỡng dịch tuy cụ tứ thập bát nguyện, không có hai nguyện này, không có nước, không nữ nhân và liên hoa quá sanh, không có hai nguyện này. Nhược dị nguyên bản thì nhớ chư dịch chỉ thị khai hợp bất đồng, tắc tịnh dẫn ngô dịch thử nhị nguyện tùng hà Như Lai, hà dĩ nhị thập tứ nguyện trung hữu chi tứ thập bát nguyện, chi bổn cánh nhiên vô chi, khả kiến chư dịch sợ tứ chi nguyên giáp bất nhất. Chính là nguyên bản phạn văn, không phải một cuốn. Chánh như Trầm Thiện Đăng thị sở thuyết bản kinh mong thế tôn đa độ tuyên thuyết, hữu nhân phạn giáp dị thoát lạc nải hữu bất đồng chi nguyên bản nhĩ, tùng thượng chi lệ khả kiến hội tập chư dịch thật hữu tất yếu. Trong năm cuốn sách này khác biệt rất lớn, sâu cạn không giống nhau. Đây là lúc Thế Tôn tại thế, vì căn cơ thính chúng bất đồng nên tuyên giảng thiện xảo phương tiện cũng không tương đồng. Khi kết tập kinh tạng tất cả đều kết tập, nên nguyên bản không đồng, không phải cùng một bản. Và cả năm bản đều lưu truyền. Hôm nay chúng ta phải học tập, cần phải đọc cả năm bản này. Vì sao? Trong đó có rất nhiều điều quan trọng. Chẳng hạn như cuốn này có mà cuốn kia không có. Nếu ta đọc một bản thì sẽ không đạt được tin tức viên mãn. Chúng ta nên nghe cả năm lần
mới thực sự thấu triệt. Như vậy đối với người sơ học không tiện lợi. Học kinh Vô Lượng Thọ phải học cả năm bài. Nên trải qua nhiều thời đại học Tịnh Độ đều học kinh A Di Đà. Người học kinh Vô Lượng Thọ không nhiều. Nguyên nhân là như vậy. Kinh Vô Lượng Thọ quá nhiều bản, không có bản nào hoàn thiện cả. Nên cổ nhân mới nghĩ đến sưu tập các bản dịch quan trọng thành tập đại thành. Tập đại thành của năm loại nguyên bản dịch biên tập thành bản mới. Điều này rất cần thiết. Thị dĩ Tùng Tổng Chí Kim, Dương Long Thư nhà Tổng là người đầu tiên làm. Tên của Dương Long Thư là Nhật Hưu. Nhật của Nhật Nguyệt, Hưu của Hưu Tức, gọi là Dương Nhật Hưu. Long Thư là địa danh. Địa danh này ở Thư Thành An Quy, cạnh bên Lô Giang chúng tôi. Ông ta người Đồng Thành Phái, người ở địa bàn này. Ông ta là người Thư Thành, là người làm sách sưu tầm đầu tiên. Người đầu tiên làm sách sưu tầm là một nhà học vấn. Đại thiện tri thức phát tâm này, năm loại nguyên bản dịch, ông ta chỉ xem bốn bản. Bản dịch Đời Đường, Bảo Tích Kinh, trong đó Mục Vô Lượng Thọ ông không nhìn thấy. Nói cách khác, bộ sưu tập này của ông vẫn bị xóa, không thể gọi là hoàn chỉnh. Nhưng bộ sưu tập này rất tốt. Đích thực thì sau khi xuất bản được nhập vào Long Tạng, Nhật Bản thu nhập vào Đại Chánh Tạng. Học tập Kim Vô Lượng Thọ, người dùng cuốn sưu tập của ông ta rất nhiều, so với người đọc bản của Khương Tăng Khải còn nhiều hơn. Đến Liên Trì Đại Sư chú giải Kim Di Đà Sớ sau, dẫn dụng kinh văn của Kim Vô Lượng Thọ đều dùng bản sưu tập của Dương Long Thư. Có thể thấy nó ảnh hưởng rất lớn. Thứ hai là Bành Nhị Lâm, chính là Bành Tế Thanh. Bành Tế Thanh làm cuốn này là hiệu chính, là dùng bản của Khương Tăng Khải. Trong bản của Khương Tăng Khải có rất nhiều chỗ khó đọc, nên ông ta đem văn tự chỉnh lý lại, cũng đồng nghĩa là lược bớt hiệu đính, lược bớt. Ông ta dùng một bản không thể gọi là hội tập. Lần thứ hai hội tập là Ngụy Mặc Thâm, Ngụy Nguyên, là người nhà Thanh niên đại Hàm Phong. Lần thứ ba là cư sĩ Hà Liên Cư và tiên sư Hà Liên Cư, là lần thứ ba hội tập vào năm đầu của Dân Quốc. Thật không dễ. Bản hội tập này của ông xuất bản lần đầu tiên, trong tay tôi còn có một bộ, là bản tuyến trang, không giống với bản chúng ta hiện nay. Bản của chúng ta hiện nay phân thành 48 phẩm. Nguồn gốc sớm nhất của hội tập này là 37 phẩm. Đại khai lấy ý nghĩa 37 đạo phẩm để hội tập. Sư Châu Pháp Sư ở Tế Nam, Bắc Kinh từng giảng qua, mà còn làm qua khoa phán. Khoa phán này của ông, Quan Niệm Lão tặng tôi một phần, Quan Niệm Lão in ra một phần tặng tôi. Tôi vẫn còn bộ tư liệu này. Bản hiện tại là sau khi Hạ Lão cư sĩ hội tập đã cải sửa 10 lần, sửa đổi 10 lần mới hoàn thành định bản này. Định bản này tôi cũng làm khoa phán cho nó, làm rất tường tận. Nên chúng ta có khoa hội, ở đây có lưu thông, chư vị đều có thể xem được.
khoa hội phân rất kỹ càng, toàn kinh tư tưởng hệ thống, văn chương mạch lạc, xem qua là hiểu. Ta có thể xem hiểu bản này thì đối với kinh Phật mới sinh tâm bội phục, kính ngưỡng. Tâm này tự nhiên sanh ra. Đoạn này giảng về năm loại nguyên bản dịch, bên dưới sẽ nói về bốn loại hội tập và hiệu chỉnh. Dĩ thượng ngũ dịch, hổ hữu ưu liệt chương hội, cũng chính là năm loại nguyên bản dịch, đều có sở trường và đều có khiếm khuyết. Liệt như thập niệm đắc sanh, chi bản nguyện giữ nhất hướng chuyên niệm chi yếu chỉ, ư hán ngô lưỡng dịch tắc dị chương. Hai bản dịch thời nhà Hán Ngô, thập niệm đắc sanh, bản nguyện này ở đây không có. Nhất hướng chuyên niệm cũng không có nhắc đến. Chí ư ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, chi hồng văn, nại thế tôn khổ khẩu bà tâm chi cao giới, ư đường tống lưỡng dịch tắc bất cụ. Trong hai bản dịch của đường tống không có đoạn văn này. Đoạn văn này vô cùng quan trọng. Chúng ta hôm nay vì các bạn học tịnh độ tuyển chọn và quyết định khóa tụng sáng chiều, còn thời buổi tối thì đọc đoạn văn này. Ngụy dịch là bản của Khương Tăng Khải, bản này phiên dịch hoàn bị hơn. Di chư dịch quản và lưu thông rộng nhất. Đản ư quốc vô nữ nhân giữ liên hoa quá sanh lưỡng nguyện. Hai nguyện này nó không có, trong bản dịch này không có. Cố tống long thư dương nhật hưu luận chư dịch dân, kỳ đại lược tuy đồng, nhiên kỳ trung thầm hữu sai hổ. Ở đây chính là nói năm bản dịch này, đem nó so sánh đối chiếu và nhìn thấy sự sai biệt. Hữu kỳ văn hoạt, thất ư thái phụng, nhi sử nhân yểm quan. Văn tự này rườm rà, hoặc thất ự thái nghiêm, nhi tan kỳ bổn chân, hoặc kỳ văn thất trung, nhi kỳ ý tắc thất chi. Có rất nhiều khuyết điểm. Do thị Thích Ca văn Phật sở dĩ thuyết kinh, A Di Đà Phật sở dĩ độ nhân chi chỉ, dạng nhi vô tự, dạng thị tạp loạn, ước nhi bất chương, ước là trầm buồn. Đây là những hoằng nguyện độ nhân của Thế Tôn với Phật A-di-đà, không có cách nào hiện lên rõ ràng. Dư thâm tích chi, dư là Vân Lâm Thư cư sĩ, nên ông ta phát tâm làm bản tập hội này. Ư thị nại thủ, Hán Ngô Ngụy Tống tứ dịch, hiệu chính hội tập tự di nhất kinh, danh viết Đại A Di Đà kinh. Đây là mở đầu của bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ, là ở triều Tống có bản như vậy. Bản có sửa chữa, từ nhà Tống đến nay tất cả có bốn bản. Bản thứ nhất là Đại A Di Đà kinh Tống, quốc học tiến sĩ Long Thư Dương Nhật Hưu hiệu tập. Ông ta không nói phiên dịch, ông ta không phải phiên dịch,
ông ta hiểu đến, đối chiếu và biên tập lại. Bản thứ hai là Kinh Vô Lượng Thọ, Thanh Bồ Tát Giới, đệ tử Bành Tế Thanh tiếp hiệu. Bản thứ ba gọi là Kinh Ma Ha A Di Đà, cũng là Thanh Bồ Tát Giới, đệ tử Thừa Quán Thiệu Dương Ngụy Nguyên Hội Dịch. Đây là bản hội tập lần thứ hai. Tên gốc là Vô Lượng Thọ Kinh, Hậu Kinh Chánh Định, Dương Âm Phước Cư Sĩ hiệu đến Tịnh Cải Kim Danh. Ông ta đổi thành Ma Ha A Di Đà Kinh. Bản thứ tư chính là bản chúng ta đang dùng, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, Hiện Đại Bồ Tát Giới Đệ Tử Vận Thành Hạ Liên Cư Hội Tập, là bản mà chúng ta hiện tại đang dùng. Ư thị bản kinh nãy hữu ngũ chủng nguyên dịch bản, tứ chủng tiết hội tập, cộng hữu cửu chủng. Chính bản này chúng ta đã từng in thành một bộ, lượng lưu thông cũng rất lớn, tiện lợi cho mọi người thích nghiên cứu khảo sát, tiện lợi cho họ làm tham khảo. Ngũ dịch chi trung, ngụy dịch lưu truyền độc quản, dương bản nhất xuất thủ nhi đại chi. Dương bản chính là Đại A Di Đà Kinh của Dương Long Thư, Liên Trì Đại Sư Sớ Sao Trung, ngữ tắc đa tựu dương văn, dĩ dương bản thế sở thân hành, nhân tập kiện cố. Nghĩa là trong Kinh Di Đà Sớ Sao của Liên Trì Đại Sư dẫn dụng Kinh Vô Lượng Thọ, đa phần đều dẫn dụng bản của Dương Long Thư Đại A Di Đà Kinh. Thanh Mạc Ấn Quang Pháp Sư diệt xưng dương bản di văn nghĩa tường tất, dự thí lưu thông. Do thượng khả kiến dương bản tại ngã quốc chi lưu thông, diễn quá ngụy dịch. Sau khi bản hội tập này ra đời, mọi người đều thích bản này, và năm bản dịch này đều không còn học nữa, mà học bản của Dương Long Thư. Bên dưới nói dương bản tuy thầm lưu thông, tịnh thâu nhập long tạng, giữ nhật bản đại chánh tạng, đảng dương thị chi tác tắc hữu đắc hữu thực. Cho nên nó vẫn còn tỳ vết, có thể thấy việc này thật không dễ. Liệt như sớ sao dân, đây là lời của Liên Trì Đại Sư. Dương thị sở hội, giáo chi ngũ dịch, giảng dị minh hiển, lưu thông kim thị, lợi ích thầm đại. Trước tiên tán thán đối với Ngài. Đáng kỳ bất do phạn bổn, duy trước hoa văn, dị thuận dịch pháp. Ở đây ông ta không phải phiên dịch, không phải từ bản phạn văn trực tiếp phiên dịch qua, chỉ là châm trước bản dịch thành hoa văn của tiền nhân. Châm trước những văn tự này và miên tập lại. Nhược dĩ phạn bổn trọng phiên, na tự thành lục chủng phiên dịch. Người khác sẽ không nghị luận về ông ta. Cố bị bất ngôn dịch nhi ngôn hiệu chính giả. Đây là chỗ cẩn thận của Long Thư. Vậy vấn đề của ông ta ở đâu? Hữu kỳ trung khứ thủ cựu văn, diệt hữu dị tận. Đây là nói so với bốn loại bản dịch này, chúng ta làm sao để lựa chọn? Đây là kiến thức. Ông ta chọn chưa được thỏa đáng. Ở đây có đưa ra ví dụ như Tam Bối Giảng Sanh, điều này rất quan trọng. Ngụy dịch và viết Phát Bồ Đề Tâm, Thượng Bối, Trung Bối, Hạ Bối đều giảng về Phát Bồ Đề Tâm.
nhưng dương thi duy trung bối phát bồ đề tâm. Trong hạ bối nói là không phát, còn thượng bối thì không đề cập đến. Đây là một đoạn kinh văn vô cùng quan trọng. Vấn đề ở đây rất nghiêm trọng, tắc cao hạ thất thứ. Thả văn trung đa thiện căn toàn tại phát bồ đề tâm, nhi tam bối bất đồng, đồng nhất phát tâm. Quý vị xem, thượng bối, trung bối, hạ bối không giống nhau, nhưng đều có phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Tám chữ này, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, đây là điều kiện quan trọng nhất để giảng sanh. Bản hội tập của Dương Long Thư ở chỗ này có vấn đề. Thượng bối thì không nói đến, hạ bối nói là không phát tâm bồ đề. Điều này không thể, đây là sai lầm nghiêm trọng. Liên Trì đại sư sở luận tình yếu, chánh trung yếu hại, Dương thị tự tự trung hữu văn, túy tạp nhi thất thống, thác loạn nhi bất luận giả, tắc dụng kỳ ý nhi tu kỳ từ. Mấy câu này, kỳ văn là loại kinh văn nguyên bản dịch, nguồn gốc bốn bản kinh văn phiên dịch này. Tạp nhi thất thống, thác loạn nhi bất luận, tắc dụng kỳ ý nhi tu kỳ từ. Dụng kỳ ý ở đây là dùng văn tự của mình để nói đại ý trong kinh. Điều này cổ nhân đã có nghị luận, vì ta biên tập sách của người khác nhất định phải dùng văn tự gốc của họ, không thể dùng văn tự của mình để thay đổi. Ví dụ này nếu mở ra về sau phiền phức rất lớn. Mỗi người đều có thể sửa đổi kinh, như vậy kinh sẽ cải thành như thế nào đây? Nhất định không thể chỉnh sửa. Hội tập cần phải giữ quy tắc này. Đây là Long Thư có nhiều khi đã dùng ý của mình đem văn tự gốc sửa đổi, điều này bị người đời sau chỉ trích. Thị chánh Liên Trì đại sư sở chỉ bất do phàn bản, dị thuận dịch pháp chi thâm bệnh. Liên Trì đại sư nói rất hàm súc. Hoàng lão nói rõ cho chúng ta, chúng ta đã hiểu rõ, đã minh bạch. Bậc cổ nhân trách cứ người cũng rất nhân hậu, cũng không phải dùng lời rõ ràng để trách cứ, rất nhân đạo, rất uyển chuyển. Đây đều là chỗ mà chúng ta nên học tập. Kim nải hội tập yên năng bất thủ nguyên ngữ, hội tập nhất định phải nhớ, phải giữ nguyên ngôn ngữ. Nhi nhậm ý hành văn thì nải dạng dạng bất khả giả, đây là một cấm kỵ rất lớn. Chí ư tam bối phát tâm diệt nhiên, hiện cải ngụy dịch hữu phục cao hạ thực thứ. Tam bối phát tâm này là phát bồ đề tâm, thượng bối không đề cập đến, trung bối nói phát bồ đề tâm, hạ bối nói không phát. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Đây là dương bản nan yểm chi tỳ, là sai sót của ông ta. Đối với bạn thứ hai, Thanh Càn Long Bành Nhị Lâm, danh siêu thăng, ông ta còn một tên là Tế Thanh Bành Tế Thanh. Vì ư dương bản nghĩa hữu dị an, ông ta đối với bản của Dương Long Thọ cũng nghiên cứu rất sâu. Ư sở trước vô lượng thọ kinh khởi tính luận trung, luận dương bản diệt, dương thị bản dạo, di sướng đạo,
cận thế thông hành, nhiên hữu khả nghị giả, như tự phân trung du bộ tập phương dĩ hạ quảng minh Bồ Tát hành nguyện, vì linh hành giả phát khởi đại tâm tích tập đức bổn, cứu cánh thành Phật. Nãi thị thử kinh khai chương yếu lĩnh nhi dương thị sang chi. Trong bản hội tập của Long Thư không có đoạn này. Đoạn này vô cùng quan trọng, nhưng ông ta đã sơ suất. Chí giảng sanh thượng hạ nhị bối, nhất sang khứ phát bồ đề tâm. Ông ta không nói câu này không có. Thượng bối giảng sanh không có phát bồ đề tâm là câu này. Hạ bối giảng sanh, ông ta nói không phát. Hạ bối giảng sanh này là nhất dân bất phạt, thai sanh nhất tiết, sang khử nghi hoặc, Phật trị nại chỉ thắng trị. Năm câu kinh văn này, năm câu kinh văn này vô cùng quan trọng. Ông ta không đem nó đưa vào trong, nên tiền tắc quay thành Phật chi chánh nhân, chính là phát bồ đề tâm. Hậu tắc tất giảng sanh chi chánh trí, chính là nghi hoặc Phật trí cho đến thánh trí. Ông ta đã sơ suốt đoạn văn tự này, nên thất giảng sanh chi chánh trí. Con người vì sao lại thai sanh? Thế giới Tây Phương Cực Lạc vì sao có thai sanh? Sanh đến biên địa cũng xem là không tệ. Vì sao sanh đến chỗ này? Đối với thế giới Cực Lạc chưa đủ tín tâm. Tín tâm không đủ mà thật niệm Phật, thật nguyện ý cầu giảng sanh, giống như cá độ vậy. Có thì tôi thành công, không thì thôi. Chính ý niệm này, họ không thể nhập phẩm vị mà sanh đến biên địa. Như vậy cũng rất khó gặp. Họ đã thật sự làm. Tuy họ có vấn đề, nhưng họ đã thật sự làm. Lỡ như thật, không phải tôi đã thành công rồi sao? Quý vị xem, chỉ một ý niệm sai lầm trong tín tâm bị khiếm khuyết, nên họ sanh đến biên địa. Từ biên địa đến thế giới Cực Lạc phải mất 500 năm. Sau 500 năm họ tin tưởng, tín tâm thanh tịnh, nghi hoặc không còn, mới có thể nhập vào hạ phẩm hạ sanh. Họ thấp hơn một bậc so với hạ phẩm hạ sanh, nên quyết định không thể có nghi hoặc trí Phật, không được nghi hoặc. Tha như tự thứ nguyện văn hậu tiên xuyền thác giai đương hiệu chính, banh thị giám ư dương bản chi thức, nải chuyên tự ngụy dịch khứ kỳ phồn phức, tịnh án dân thê bản. Dân thê là Liên Trì đại sư. Tăng nhập tứ thập bát nguyện tiên hậu số một, nhân danh vô lượng thọ kinh thị di đệ thất bản, bản thứ bảy. Dương bản di đệ lục bản, bản của Dương Long Thư là bản thứ sáu. Bành Tế Thanh là bản thứ bảy, nhưng bản của ông ta là ngụy dịch, chính là bản lược bớt của Khương Tăng Khải, đem những chỗ phiền phức xóa bỏ, làm thành bản chi tiết, đem 48 nguyện thêm điều một vào. Bản này cũng có lưu thông nhưng không rộng, cho nên đáng thử bản chỉ thị ngụy dịch chi tiết hiệu bản, nhi phi chư dịch chi hội tập bản. So sánh hai bản, bản của Bành Thế Thành tốt hơn bản của Khương Tăng Khải. Khi đọc rất thuận. Cận đại Đinh Phước Bảo cư sĩ tác Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú, bản căn cứ là bản tiết hiệu của Bành Tế Thanh.
Banh Bản, Hoàng thị vị năng cứu, Dương thị hội bổn chi bệnh, nên nó không thể được xưng là bản hoàn thiện. Bây giờ đến bạn ở dưới, thời nhà Thanh, dưới triều đại Hàm Phong, cư sĩ Thiệu Dương Ngụy thừa quản, vị chư dịch cập Dương thị hội tập do vị Tận Thiện, nãi hội tập ngũ chủng nguyên dịch, biệt thành nhất bản, nhân danh Vô Lượng Thọ Kinh. Bên dưới nói Ngụy thị chi bản tập ngũ chủng nguyên dịch, thị vi ngũ hội chi thủy, năm loại nguyên bản dịch ông ta đều xem. Dương thị chỉ thị tứ hội bản, bốn loại bản hội tập, sở hội dị cập đường dịch, chính là Đại Bảo Tích Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai Hội. Bản này ông ta chưa xem. Đồng trị trung, sao Hàm Phong là đồng trị. Đồng trị là Từ Hy Thái Hậu nhiếp chính. Sau khi Hàm Phong qua đời, vị tiểu hoàng đế này do mẹ nắm quyền. Dương Âm Phước cư sĩ cực sùng Ngụy Bản, vô cùng tôn sùng, tăng thân ký dân, cận thế Thiệu Dương Ngụy cư sĩ phục bản dân thề đại sư chi thuyết, biên khảo chư dịch, biệt di nhất thư, bao cử can tông, văn từ giảng đường, nại đắc di thị kinh chi quan miệng. Đây là tán thán đối với bản của Ngụy Mặc Thâm. Dương thị phục bá khảo chúng bản, thủ tụ hiệu thù, tịnh định kinh danh di ma ha a di đà kinh. Đây là bản kinh thứ 8. Ngụy thị phát tâm quảng đại, phục tinh ư văn tự, di cứu Dương Long Thư cư sĩ đổ soạn kinh văn chi thất, bị thủ ngũ dịch hội thành nhất kinh, lực cầu cú cú hữu lai lịch, kỳ thành thiện bản, sở nguyện cực thắng, sở thành diệt dĩ, kỳ sở hội tập diễn siêu Dương bản. Dương Âm Phúc cư sĩ tán chi di giảng kinh, bát chủng chi quan, diệt phi quá dự. Những lời này là của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, nhưng đằng sau vẫn còn nuối tiếc. Ông ta vẫn còn tiếc nuối. Ngụy thị tuy nguyện lực bổ Dương thị đổ soạn chi quá, tiếp dị toàn miệng. Ông ta cũng phạm trục trặc này, dùng ý của mình sửa đổi kinh văn trong nguyên bản dịch, văn tự cũng cải sửa, tư cử kỳ, lạc lạc đại giả như hạ. Lạc lạc nghĩa là rõ ràng, minh bạch, sai sót vô cùng rõ ràng. Chỗ này đã đưa ra bốn điều. Thứ nhất, Ngụy Bản đệ nhị nguyện diệt, thiết ngã thành Phật, quốc trung thiên nhân, thuần thị quá sanh, vô hữu thai sanh. Bốn chữ vô hữu thai sanh ở đây các dịch giả khác đều không có. Vậy nó từ đâu đến? Câu này là ông ta tự thêm vào. Đây là đề xuất ra những sai sót của ông ta. Thả thử tứ tự giữ nguyên dịch văn tương di. Vì sao lại tương di? Bản dịch thời nhà Ngụy nói, trong bản kinh của Khương Tăng Khải có câu như vậy: Phật cáo Di Lạc bị quốc nhân dân hữu thai sanh giả. Tại sao trong này lại nói không có thai sanh? Đường Tống lưỡng dịch đồng chi, hai bản đường dịch và tống dịch này đều có câu này, đều có nói đến thai sanh.
Như ngụy thị cảnh dị vô hư thai sanh, thử bảo di nàng án chi tỳ giả. Nhầm lẫn này quá rõ ràng. Thứ hai, ngũ ác ngũ thống, ngũ thiêu nhất đoạn số thiên ngôn. Đoạn này rất dài, bản của thời ngụy đã lược bỏ. Sanh thời thống, lão thời thống, bệnh thời thống, tử thời thống, hoạn nạn cùng khổ thống, dâm dục quả thiêu, sân phẫn quả thiêu, tham đạo quả thiêu, tà ngụy quả thiêu, ngu si quả thiêu, thị di ngũ thống ngũ thiêu. Ngụy cư sĩ nguyên nguyện vô nhất, tự bất hữu lai lịch, tiếp dị năng quán triệt sơ trung. Đoạn trên này đối với các bản dịch không có lai lịch. Đoạn này không phải là văn lược bớ, mà ông ta dùng ý mình đem ngàn chữ kinh văn cô động lại thành như vậy. Đây hoàn toàn là ông ta tự viết, không phải là nguyên văn. Nếu từ nguyên văn mà lược bớ thì không cách gì để nói. Đây không phải nguyên văn, hoàn toàn là trích ý của mình. Cho nên đây không có căn cứ. Thứ ba, ngụy thị hội bản dị cực lạc chi cung điện lầu quán, đường vũ phòng cát, hoặc xứ hư không, hoặc tại bình địa, hoặc y bảo thọ nhi trụ. Câu này có vấn đề. Hoặc y bảo thọ nhi trụ, trong đó y bảo thọ nhi trụ, câu này trong năm bản dịch đều không có. Đây cũng là ông ta tự nghĩ ra, nó không có căn cứ. Hội bản trung quá thị dĩ hậu, vô lượng thọ kinh diệt diệt, duy ư A Di Đà Phật tứ tự quảng độ quần sanh. Đoạn văn này trong năm nguyên bản dịch không có. Do đây có thể thấy, ngụy thị chi bản, giữ tiền chư bản tương giàu. Tuy hậu hậu thắng ư tiền tiền tích, nhưng dị năng tận miễn xuất tăng hoài xuyển chi quả. Đáng thử cử thức, thế tại tất cứu, dĩ miễn hậu thế nhân tập, thậm chí xoán cải kinh văn, cố tu phòng di đổ tiện, tuyệt thử tội nguyên. Đây là lời bình của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đối với ông ta. Điều này rất quan trọng, vì những gì của cổ nhân mặc dù sai cũng không được sửa nó. Phải làm sao? Đem tư duy của mình viết một bên, viết và chú giải một bên, không được tùy tiện sửa nó. Nếu tùy tiện sửa đổi tình hình này mà đem ra thì thật không thể tưởng. Sau này mọi người xem thấy chỗ nào không thông, không nên như vậy. Tôi sửa một câu, anh sửa một câu, và như thế lưu truyền đến mấy trăm năm sau thì văn chương này không thể xem được. Nên điều này là tuyệt đối không thể được. Đây là cấm kỵ lớn nhất. Chúng ta rõ ràng nhìn thấy đây là gì. Người ta đã viết sai nhưng quyết định không được sửa đổi. Nên cổ nhân thường nói chữ này có thể là một chữ nào đó nhầm lẫn, và chú giải qua một bên, như vậy là chính xác. Cấm kỵ nhất là tùy tiện sửa đổi của người khác. Những lời này của Hoàng Lão Cư Sĩ cũng là nói rõ thầy của ông là cư sĩ Hạ Liên Cư vì sao mà phải hội tập lại. Nguyên nhân là vì hai bản hội tập ở trước, bản tiết hiệu thứ nhất đều không hoàn thiện, đều có tỳ vết, nên cần thiết phải làm lại một bản hội tập. Tịnh Di Đại Kinh Tạo Đắc Thiện Bản, thị dĩ tiên sinh Hạ Liên Cư Lão Cư Sĩ nãi hữu đệ cửu bản chi tác giả. Bản của chúng ta bây giờ là bản thứ 9. Đây là giới thiệu về Hạ Lão Cư Sĩ. Tiên sư Hạ Lão Cư Sĩ, vị quan học nho. Vị quan là chưa đến tuổi thành niên,
Cổ nhân đến tuổi vị thành niên là 20. Đây chính là trước năm 20 tuổi đã học nho. Tiên Trình Châu Nhi Hậu Lục Dương. Trước học với Nhị Trình Châu nhà Tống là Châu Hy. Sau đó học với Lục Cửu Uyên Dương Dương Minh nhà Minh. Đây là hai đại giang hào của nhà Tống và nhà Minh. Bây giờ gọi là nhà triết học, nhà tư tưởng. Đây là nói về nguồn gốc học thuật của ông ta. Phủ tráng nhập Phật. Người xưa gọi tráng niên là 30 đến 40. 30 đến 40 gọi là tráng. Phủ tráng là vừa mới, đại khái là 31 hoặc 32, tức là vừa mới vào tuổi tráng niên. Ông ta đã học Phật Nhiếp Thiền Mật Nhị Quy Tịnh Tông. Ông ta học qua thiền, học qua mật, và cuối cùng học tịnh độ. Hạ lão Bác quán quần tịch thâm ư văn tự, chuyên công cửu tu giáo nhãn viên minh. Đây là tán thán đối với thầy mình. Ông ta thích học vấn, học Phật vô cùng chăm chỉ. Thật như cổ nhân thường nói, nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Bất luận là học thiền, học mật, học tịnh, căn cơ của ông ta vô cùng thâm hậu. Ư Nhâm Thân. Nhâm Thân là năm 21 dân quốc, năm 1932 phát nguyện hiệu đính lại kinh này. Án quan tân môn, duyệt thời tam tải, biến thảm ngũ chủng nguyên dịch, động sát tam gia hiệu bản. Vô nhất ngữ bất tường tham, vô nhất tự bất hổ hiệu, kiên cung kính thận, nhật đạo Phật tiền, thiên châm vàng trước, thời oanh mộng mị, cập kỳ thành giả, tử chủng quan hỷ, tôn giáo câu triệt, chi huệ minh lão pháp sư, hạ lão chi quy y sư, tháp ư phụng kinh, nhiếp chiếu ư Phật, tiền thân di ẩn chứng. Đoạn này là nói ông ta dùng thời gian 3 năm hội tập thành bạn thứ 9, chính là bạn này. Tôi vừa mới nói qua với quý vị, bản đầu tiên ông ta hội tập, trên tay tôi còn một cuốn. Cuốn này đã nhập vào di tín, chúng ta lên mạng đều có thể xem. Còn khoa phán của Từ Châu pháp sư, có thể nhìn thấy diện mạo vốn có của nó. Còn đỉnh bán này là sau đó ông ta đã trải qua 10 lần chỉnh sửa, đỉnh bản đổi thành 48 phẩm. Từ đoạn văn ngắn gọn này, chúng ta sẽ hiểu hạ lão cư sĩ vô cùng siêng năng. Đại khái trong cuộc đời của ông, sự nghiệp lớn nhất chính là việc này, để pháp môn tịnh độ có được bộ này. Bộ kinh này là đệ nhất kinh của tịnh độ, vô cùng quan trọng. Mà không có bản nào tốt. Pháp diệt tận kinh cho đến kinh này đều nói đến tương lai khi Phật pháp diệt tận, kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn lưu thông ở thế gian 100 năm. Chúng ta tự nghĩ, đến cuối cùng kinh Vô Lượng Thọ cũng gì, thì bản kinh nào được lưu thông? Khẳng định là bản này.
Bản này so với mấy bản hội tập trước thì mấy bản trước đều có tì vết. Đều không thể làm người khác mạn ý. Nhưng trong bản này tìm không ra tì vết trong bản hội tập của tiền nhân, tất cả đều cải chánh lại. Thật sự không có chữ nào ra ngoài nguyên bản, tự mình chưa cải qua chữ nào. Cho nên đây là tập đại thành của năm bản dịch kia, chọn lọc thích đáng, không có sai lầm. Huệ Minh lão pháp sư ấn chứng cho ông ta: tiên cửu phụ Mai Hiệt Dân cư sĩ, Mai Quang Hy cư sĩ là thầy của thầy Lý, Lý Bỉnh Nam cư sĩ học kinh giáo với Mai lão. Nên bản kinh này khi truyền đến Đài Loan, ở trước có một bài tựa của Mai lão, bài tựa rất dài. Sau khi xem, ông ta vô cùng hoan hỷ. Lúc đó lưu thông ở Đài Loan, chính mình còn giảng qua một lần. Liên tục phát bài giảng này trên TV và được coi là bản hoàn thiện. Từ Châu pháp sư chuyên giảng kinh này ở Kinh Lộ, chính là Bắc Kinh và Tây Nam, Tịnh Thân Di Khóa Phán. Tôi viết Khóa Phán là y cứ Khóa Phán của Từ Châu pháp sư làm căn bản và phân phối nó kỹ càng hơn, làm thành một bản Khóa Phán hoàn chỉnh. Khóa Phán này lúc tôi gặp lão Triệu Bộc, tôi tặng ông ta. Ông ta vô cùng hoan hỷ. Ông ta nhìn thấy kinh, kinh do Hạ Liên Cư hội tập chúng tôi viết Khóa Phán và Hoàng Niệm Tổ chú giải. Ông ta nói kinh này rất hoàn bị, nên vô cùng hoan hỷ. Phương Trượng Hòa Thượng Diệu Thiền ở Cực Lạc Am tại Bắc Kinh mời xã trưởng Sơn Đông, nữ tử liên xã Ngô Thanh Hương đến chùa giảng kinh này 2 tháng. Còn những người phát tâm hoàng dương chuyên tâm trì tụng không sao kể hết, ấn hành lưu thông liên tục không dứt. Thị dĩ tiên cửu phụ Mai lão tán dân ư Tịnh Tông yếu chỉ, cùng thâm cực dị phát tiền nhân dị phát chi uân, hữu tinh đương minh sạc tạc nhiên hữu cư, vô nhất nghĩa bất tại nguyên dịch chi trung, vô nhất cụ vật xuất bản kinh chi ngoại, hữu mỹ giai bị vô đệ bất thâu, tuy dục bất dị chi thiền bản bất khả đắc giả. Đoạn này trong bài tựa của Mai lão tán thán đối với lần hội tập này, tiên cửu chi ngữ hiện dĩ cử thế công nhận, tịnh tương lai bản kinh thái nhập tân ấn chi tục tạng. Đây là một nguyện vọng hiện tại chưa thực hiện được. Đại kinh Trần Phong Thiên Tài Kim Thị Đắc Thiện Bản Tiên Hiền Hội Kinh Chi Nguyện Nải Viên, từ Dương Long Thư, Bành Tế Thanh, Ngụy Mặc Thân đều hy vọng làm một bản Vô Lượng Thọ Kinh hoàn thiện, và cũng thật sự nỗ lực làm. Nhưng trước sau không tránh khỏi những sai sót. Cho đến cuối cùng, cư sĩ Hạ Liên Cư mới thật sự hoàn thành.
quan nguyện của các vị đại đức xưa nay đến đây mới thật sự hoàn thành. Đại Kinh Trần Phong Thiên Tài, Kinh Vô Lượng Thọ hơn 1000 năm nay, vì không có bản hoàn thiện nên người học tập không nhiều. Người Trung Quốc học Kinh Vô Lượng Thọ kém xa người Nhật Bản. Đại khai người Trung Quốc thích lựa chọn, người Nhật Bản thành thật hơn, truyền đến bên đó toàn bộ tiếp nhận. Có thể là do nguyên nhân này, người Trung Quốc tu Tịnh Độ đều y theo Kinh A-di-đà. Ở Trung Quốc, Kinh A-di-đà hoàng dương rộng nhất. Nhưng sau khi bộ kinh này ra đời, tình huống không giống nhau. Đại Kinh Phóng Quang, chúng sanh hữu hạnh, bản kim danh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, thị vi Đại Kinh Chi Đệ Cửu Bản. Nên Kinh Vô Lượng Thọ hiện nay tất cả có 9 bản. Nếu chúng ta muốn học tập thì phải dùng bản nào? Năm 2006, tôi ở Paris tổ chức một hoạt động, sau đó thuận tiện đến London, đi phỏng vấn hai trường đại học Kiếm Kiều ở London. Đây đều là khoa Hán học, là trường đại học vô cùng nổi tiếng ở Âu Châu, đào tạo ra không ít nhà Hán học. Tôi cùng với các bạn khoa Hán học và giáo thọ của họ giao lưu. Tôi biết có không ít học sinh lấy kinh Phật viết luận văn tiến sĩ. Trong đó có học sinh nói với tôi, anh ta đã dùng Kinh Vô Lượng Thọ viết luận văn. Tôi nói Kinh Vô Lượng Thọ có tất cả 9 bản, anh dùng bản nào? Anh ta dùng bản Hội Tập của Hạ Liên Cư. Thật hiếm thấy. Chú giải này là lúc tôi ở Mỹ, cũng là đang hoàng dương bộ kinh này. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đến Mỹ, ông ta đi 1 tháng, chúng tôi ở đó liên lạc được. Phần chú giải này ông ta chỉ đem theo 1 bản, mang theo 1 bản in giấy nến cũng được, coi như là không tệ, chữ cũng xem được, là hơi mơ hồ một chút, in giấy nến nên vô cùng đơn sơ, chỉ mang theo 1 bản và tặng cho tôi. Vì nghe nói tôi ở đây giảng bản Hội Tập này, lúc đó ở trong nước giảng bản Hội Tập này chỉ mình ông ta, còn ở hải ngoại giảng bản Hội Tập này cũng chỉ mình tôi. Nên khi hai chúng tôi gặp mặt, hoan hỷ vô lượng, thật là tâm đầu ý hợp, chúng tôi cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu. Nên tôi hỏi ông ta, chú giải này của ông có bản quyền không? Có bản quyền thì không cần bàn, nếu không có bản quyền tôi gửi về Đài Loan ẩn tông. Ông ta nói không có bản quyền, hoan nghênh ẩn tông, còn muốn tôi viết cho ông ta bài tựa và muốn tôi đề chữ cho ông ta. Nên chúng tôi lần đầu tiên in 1 vạn cuốn ở Đài Loan, in 1 vạn cuốn sách bìa cứng, ở hải ngoại bắt đầu lưu thông, sau đó in liên tục. Tôi nghĩ bây giờ cũng trên 100 vạn cuốn rồi. Ông ta rất hoan hỷ. Chúng ta xem tiếp đoạn ở dưới chú giải của kinh. Những điều này đều liên quan đến việc giới thiệu văn truyền bộ kinh điển này.
Lão cư sĩ viết rất rõ ràng. Chúng ta hãy xem Bính bản kinh chú giải, ngũ dịch chi trung, ngụy dịch giảo bị. Đây là bản của Khương Tăng Khải, nhà Tàu Ngụy. Trong năm bản dịch thì bản dịch này tốt nhất. Năm đó tôi ở Đài Trung, thầy Lý cũng đem kinh Vô Lượng Thọ giảng qua hai lần. Lần thứ nhất giảng bản của Hạ Liên Cư, bản hồi tập. Lần thứ hai giảng bản của Khương Tăng Khải. Lúc đó tôi đến Đài Trung, duyên phận rất thù thắng, vừa đúng lúc gặp thầy Lý giảng bộ kinh này, bản của Khương Tăng Khải. Tôi nghe từ đầu đến cuối. Trước đó một thời gian, ông ta giảng bản hội tập, ông ta đem lời ghi chú ở lề sách cho tôi. Tôi nhìn thấy hoan hỷ vô cùng. Tôi có thể xem hiểu. Lúc đó tôi cũng muốn giảng bản hội tập này. Thầy Lý nói với tôi, thời tiết nhân duyên chưa thành thục. Cần phải đợi thời tiết nhân duyên. Tôi lúc đó còn chưa biết lợi hại, vì bản hội tập này tranh cãi nghị luận rất nhiều. Tranh luận điều gì? Người ta nói Hạ Liên Cư là cư sĩ tại gia, không phải là pháp sư. Nên mọi người không đồng ý lưu thông bản này. Hạ Liên Cư cũng rất giỏi. Lúc giảng sanh nói với học trò mình, Quan Niệm Tổ bên cạnh. Hạ Liên Cư nói với Quan Niệm Tổ, bản hội tập của ông ta tương lai sẽ từ hải ngoại lưu truyền đến Trung Quốc. Mọi người nghe xong đều ngơ ngác. Sao lại từ hải ngoại lưu truyền về quốc gia? Đến cuối cùng quả nhiên chứng minh bộ kinh này sau khi phổ biến lưu thông ở hải ngoại mới lưu truyền về Trung Quốc. Nên tôi cũng hiểu vì sao lúc đó thầy Lý không cho tôi giảng. Giảng bản của Khương Tăng Khải không vấn đề gì, nhưng nếu giảng bản hội tập của Hạ Liên Cư thì phê bình sẽ rất nhiều. Tôi lúc đó mới xuất gia chưa lâu, còn rất trẻ. Những vị hòa thượng này muốn đến mắng người, áp lực này chúng tôi không chịu nổi. Bây giờ những lão pháp sư này đều giảng sanh, nếu chúng tôi biến thành lão hòa thượng thì không vấn đề gì. Lúc đó rất khó, nên chúng tôi phải nhẫn nại. Thầy Lý đích xác có trí tuệ, chúng tôi không bằng ông ta. Ông ta nhìn sâu và nhìn xa, thời tiết nhân duyên không thành thục, tạm thời buông bỏ. Lúc đó kêu tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, đó là một bộ đại kinh. Chúng ta xem đoạn văn này. Cố đại kinh chủ sở tập ư ngụy dịch, hầu như đều dùng bản của Khương Tăng Khải để chú giải. Ngã quốc đại đức đa di tiểu bản di đà tác chủ, chỉ ư chú đại bản giả, chính là chú giải kinh Vô Lượng Thọ, tức hai bản. Thứ nhất là tùy tình ảnh đường gia tường lưỡng gia, ở sau tiếp Vô Lượng Thọ kinh nghĩa sớ lục quyển.
tùy kinh sư Tịnh Ảnh Tự Sa Môn Huệ Diễn soạn sự. Bản mà tôi học chính là bản này. Huệ Diễn ở đây và sơ tổ Huệ Diễn của Tịnh Độ Tông danh hiệu hoàn toàn tương đồng, nên trong lịch sử xưng ngài là Tiểu Huệ Diễn. Nếu quý vị nhìn thấy có người viết trên văn chương Tiểu Huệ Diễn chính là ông ta. Còn không dùng Tiểu Huệ Diễn chính là Huệ Diễn Đại Sư ở Lô Sơn. Tên hoàn toàn tương đồng. Lúc đó Lô Sơn là thời đại Đồng Tấn, còn Huệ Diễn này là nhà Tùy. Thứ hai, danh xưng tương đồng, giả khiếu Vô Lượng Thọ Kim Nghĩa Sơ. Đường gia tương tự, Kiết Tạng Soạn. Ông ta viết chú giải. Ở Trung Quốc kinh Vô Lượng Thọ chỉ có hai bản này. Ngoài ra lưu thông ở Trung Quốc còn có hai vị pháp sư của Hàn Quốc, Tân La Quốc, nay là Triều Tiên, có Cảnh Hưng, Nguyên Hiểu. Hai vị pháp sư đều là người xuất gia. Chú giải của họ cũng có lưu truyền ở Trung Quốc. Thứ nhất là ba quyển Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Thuật Văn Tán, Sa Môn Cảnh Hưng nước Tân La trước ta. Đây là Cảnh Hưng chú thích. Thứ hai là một cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Tâm Yếu, cũng là Sa Môn Nguyên Hiểu, chùa Hoàng Long nước Tân La soạn. Tăng nhập đường du học, vào triều nhà Đường, ông ở tại Trung Quốc lưu học. Hoàng hậu quá chấn Hại Đồng Kỳ Sử, giết hại Đồng Sử. Nguyên Hiểu pháp sư ở Hàn Quốc vô cùng nổi danh. Phật giáo Hàn Quốc không có người nào không biết ông ta. Thứ ba là Du Tâm An Lạc Đạo. Đây cũng là trước tác của Nguyên Hiểu, là Tịnh Độ Cổ Vật Thập Thư Chi Nhất. Những bản này đều lưu thông ở Trung Quốc. Ở dưới nói Đại Kinh Quang Minh chiếu diệu Nhật Bản, chú thích Chi Thạnh diễn siêu Ngà Quốc, bút giả Sở Tri Giả dĩ nhị thập dư chủng. Hơn 20 loại này đại khái đều ở trong Dạng Tục Tạng. Đây là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nhìn thấy kỷ gì Vô Lượng Thọ Phật Tán Sao nhất quyển Hưng Phước Tự Thiện Châu Tác. Thứ hai là ba cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Thuật Nghĩa do Tuổi Chứng Pháp Sư biên tập. Thứ ba là một cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Tư Kỷ do Trí Cảnh trước tác. Thứ tư là bảy cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Uất do Nam Sở Chùa Tổng Trì Kỷ Châu trước tác. Thứ năm là tám cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Lược Tiên. Năm Hưởng Bảo thứ năm do Diên Khê Chùa Thiền Lâm Lạc Đông trước tác. Thứ sáu là bảy cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Sau do Liễu Huệ Vọng Tây Lầu trước tác. Đại khái tổng cộng những bản này ở đây họ cử ra 22 loại. Trong 22 loại này, trong đó có 6 loại trên kệ sách. Của lão cư sĩ có. Khi tôi đến chỗ ông ta đi tham quan và nhìn thấy 6 loại này ông ta đều dùng để tham khảo. Đều có một vài chỗ vẫn dụng trong chú giải này. 6 loại này, thứ nhất là chúng ta vừa đọc bảy cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Sau chính là Liễu Huệ Vọng Tây Lầu trước ta. Bản thứ hai trong hàng thứ tư câu cuối cùng 10 cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Hồi Sự.
do Tuấn Đế chùa Thắng Thọ tiền diệt trước ta. Đây là lão cư sĩ nhìn thấy. Bản thứ tư ở dưới lên từ hàng thứ tư, thứ 21, 18 cuốn Vô Lượng Thọ Kinh chân giải do Đạo Ẩn trước ta. Bản này vẫn dụng nhiều. Tiếp theo là bốn quyển Vô Lượng Thọ Kinh hợp bản quán triệt trước ta. Cho nên ở đây bên dưới đã nói, trong đây các trước tác như thứ 6, thứ 10, thứ 21, thứ 22, những bản này dẫn chứng rất nhiều. Hữu chú thích đại kinh hiệu hội bản giả tổng tam chủng. Thứ nhất, Vô Lượng Thọ Kinh khởi tính luận do Bành Tế Thanh, Triều Thanh thời Khang Hy trước tác. Thứ hai, Vô Lượng Thọ Kinh tiên chú, bản này của Đinh Phước Bảo. Bản này hiện nay trong nhà Phật lưu hành rất rộng, cũng rất dễ nhìn thấy. Dĩ thượng lưỡng chủng sở chú giả, giai di bành thị chi tiết hiệu bản, chính là bản tiết hiệu của Bành Tế Thanh. Thứ ba, Phật thuyết Maha A-di-đà kinh trung luận do Canh Tâm Chánh Định Dương thời Quan Tự nhà Thanh trước ta. Bản mà ông ta chú giải là bản hội tập của Ngụy Thừa Quán. Mạc Hậu Hữu Thanh Mạc Trầm Thiện Đăng cư sĩ trước hữu Báo Ân Luận tam quyển. Trong Báo Ân Luận có Tịnh Độ Pháp Môn Can Tâm, có Vô Lượng Thọ Kinh Can Tâm, có Giảng Sanh Chánh Nhân Luận. Có mấy bản này có thể coi là chú thích kinh Vô Lượng Thọ. Đoạn này chúng ta chỉ giới thiệu đến đây thôi. Bên dưới chúng ta xem đoạn thứ 9. Giải thích tổng quát đề kinh, chúng ta bắt đầu xem từ trang 79. Phàm kinh chi danh đề, giai trực hiện bản kinh chi yếu chỉ, sử học giả nhân danh đạt thể, nhất lãm kinh đề, trực khuy toàn kinh đại nghĩa, thị dĩ thiên thai gia chú kinh, tiên thích kinh danh. Đoạn văn này chúng ta đọc qua một chút. Đại kinh ngũ chủng nguyên dịch, các hữu kinh đề, Dương thị hội bản danh Di Đại A Di Đà kinh, dĩ biệt ư nguyên dịch dữ tiểu bản, Đảng Đại Tự Chi Tăng vô sở y cử. Đây là tự mình thêm vào. Nếu là bản hội tập thì phải nên dùng nguyên văn. Ông ta tự thêm chữ đại, điều này không có căn cứ. Bành thị tiết bản giữ ngụy thị hội bản, hội bản của Ngụy Mặc Thâm, gia danh Vô Lượng Thọ Kinh Đông Ư Ngụy Dịch, tam chủng nhất danh hỗn đồng dị ngộ. Tên của nó với tên gốc của kinh là giống nhau, không có sai biệt. Vậy cuối cùng chỉ bản nào không rõ ràng? Chánh định Dương thị cải ngụy thị bản Di Maha A Di Đà kinh, hai chữ Maha này cũng không có ý cứ. Đây đều là trong bản hội tập có vấn đề khảo. Khảo cứ này Tùng Hán Ngật Tống đến Tống Triều Thập Nhị Dịch Trung, đây là 12 lần phiên dịch. Dĩ Vô Lượng Thọ Di Danh Giả Thập Hữu Thập Bộ, dĩ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Di Danh Giả Hữu Lưỡng Bộ, dĩ Chánh Giác Di Danh Giả có một bộ. Đầu thời nhà Hán có một bản dịch là Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Bản phiên dịch cuối nhà Tống là
Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh. Nên đề kinh này cư sĩ Hạ Liên Cư kim thử hội bản trực thủ tống dịch kinh, đề Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh. Chữ kinh bị trùng lập nên xóa nó đi. Chữ kinh xóa đi là vì trùng lập. Bên dưới là đọc đề kinh của bạn Hán dịch: Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Hai chữ vô lượng cũng trùng lập và xóa bỏ. Do đó đề kinh biến thành Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tự nhiên giai diệu. Đây mới thật sự là hội tập, không có tự thêm chữ nào cả, chỉ là xóa đi chữ trùng lập. Nên biến thành đề kinh có 15 chữ này. Bất giả phủ cân, một chút sửa đổi cũng không có. Lưỡng dịch nguyên danh, nhiếp ư nhất danh, chi trung thập nhị chủng kinh, đề tất nhập nhất đề chi nội. Toàn kinh đại chỉ, chiêu nhiên mục tiền, tịnh tông yếu nghĩa, bị ư đề nội. Nhân pháp dụ, giáo lý hành, thể tứ dụng, đẳng tề hiển ư, nhất danh chi trung, như đế võng châu, duyên nhiếp nhất thiết diệu pháp, bản kinh hội tập chi diệu, ư thử khả kiến lân quả. Đây chính là huệ nhãn trong hội tập của Hạ Liên Cư. Với người trước tác, đây xác thực không giống nhau. Đề kinh này, chú giải của Hoàng Lão cũng rất tường tận. Chúng ta hôm nay vẫn còn chút thời gian, tôi đem giải thích của tôi đối với đề này. Có một giải thích rất đơn giản. Phật thuyết, đây là được thuyết ra từ chính kim khẩu của Phật. Trong kinh Phật thêm hai chữ Phật thuyết này, nó có ý nghĩa tất cả kinh đều là Phật thuyết. Vì sao các kinh khác không thêm hai chữ Phật thuyết? Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm không có thêm Phật thuyết. Kinh Kim Cang Bát Nhã cũng không có thêm Phật thuyết. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng không thêm chữ Phật thuyết. Vì sao ở đây thêm chữ Phật thuyết? Thông thường thêm chữ Phật thuyết, câu thứ nhất phần chánh tông là Đức Phật giảng, như vậy mới thêm Phật thuyết. Nếu câu thứ nhất không phải Phật thuyết, thông thường không dùng hai chữ Phật thuyết này. Nên nó có nghiên cứu, chứ không phải tùy tiện lập ra. Đại thừa là trí tuệ, vô lượng thọ là tánh đức, trang nghiêm chính là tướng hảo. Quý vị xem, trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều đức tướng trí huệ của Như Lai. Trong đề kinh này trí tuệ đức tướng Như Lai đã có. Đại thừa là trí tuệ Như Lai, vô lượng thọ là đức của Như Lai, thọ mạng là đức thứ nhất, trang nghiêm là tướng hảo. Toàn bộ đã nói ra cho chúng ta biết đây là quả. Chúng ta học Phật hy vọng đạt được điều gì? Đạt được Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm. Đây là quả của thế giới cực lạc. Năm chữ bên dưới là nhân hành thị tu nhân. Tu gì mới có thể chứng quả? Tu thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là giới, trì giới có thể giúp ta được tâm thanh tịnh. Bình đẳng là định, giác là huệ. Quý vị xem, đây là giới định huệ tam học. Còn tam bảo, tăng là thanh tịnh, lục căn thanh tịnh, chúc trần không nhiễm, đây là người xuất gia. Pháp là bình đẳng. Đức Phật nói các pháp bình đẳng, không có cao thấp. Pháp là bình đẳng, Phật là giác, tam bảo tụ túc. Phật dạy chúng ta tu hành như thế nào để chứng quả?
trước tiên là phải buông bỏ. Chúng ta dùng lời trong Kinh Hoa Nghiêm để nói là buông bỏ chấp trước. Đối với các pháp đồng thể xuất thế gian không còn chấp trước nữa, thì tâm ta được thanh tịnh, chứng A-la-hán. Tiến bộ hơn nữa thì đối với tất cả các pháp không phân biệt, tâm phân biệt buông bỏ, ta sẽ được chánh đẳng chánh giác. Hay nói cách khác, ta được bình đẳng. Bình đẳng là Bồ Tát. Cuối cùng có thể buông bỏ vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Là khởi tâm động niệm. Không khởi tâm không động niệm là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Giác ở đây là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, là thành Phật, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị xem, tu nhân chứng quả trong tịnh độ hoàn toàn hiển thị trên đề mục này. Nên nếu mọi người hỏi chúng ta tịnh độ tông của các bạn tu như thế nào, tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác. Tịnh độ tông cầu điều gì? Cầu trí tuệ, cầu tánh đức. Vô lượng thọ là tánh đức. Cầu tướng hảo, tướng hảo là trang nghiêm, rõ ràng minh bạch. Bộ kinh này giảng cái gì? Là giảng về những điều này. Nội dung trong tất cả bộ kinh là trên đề mục này, tất cả đều hiển thị ra. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học đến đây thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.